1万円ですよ。1万円ですよ。Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình, Anh Quý Vlog Cuộc Sống Ở Nhật. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ. Và hôm nay mình lại làm một cái video gọi là siêu phẩm nha anh em. Cầm tiền Việt đi mua đồ ở Nhật xem có mua được hay không. Thì anh em hãy theo dõi video của mình và nhớ like, đăng ký, chia sẻ giúp mình nhé. Mình làm rất nhiều video rồi ở bên Nhật, nhưng hôm nay mình nghĩ video này nó khá thú vị đấy anh em ạ. Thì anh em hãy đón xem nhá. Mua nhá các bạn nhá. Để mình chôn mấy người bán quán này. Rất tiếc là nay gặp người quen. Mình phải đi một vòng nữa các bạn. Bắt đầu mình sẽ chôn nhá. Giả tiền Việt xem nhá. Mình mua một lon chân trâu trà sữa, đây trà sữa Nhật nha anh em nhé, chân trâu mình mua mình giả tiền thế luôn. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Đam mê được gì cả? Đấy cái này. Vô mền nữa. Mua bỏ không được. Cười cười đi. Vì tôi đang mưa lô càng để cái này nè. はい。はい。はい。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。mình trêu. Mình trêu nhưng không được nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ ngồi thưởng thức. Thưởng thức cái cốc cốc gì nhỉ? Quên mất rồi. Lâu mình không uống. Trà sữa chân trâu nhé. Giờ mình thưởng thức theo như thế nào. Trước mình không uống rồi nhưng mà loại khác. Mình ít khi mình uống loại này, mình chủ yếu uống cà phê nhiều đấy. Xin mời tất cả các bạn nhé. Rất ngon các bạn. Mắc phê luôn. Và các bạn thấy mình chôn nào mình bảo là không trả được tiền ấy, không tiền của Việt Nam không không tiêu được à, nó bảo không buồn ấy. Tại cái người bán ấy, ngày nào mình ra đây mà ngày nào mình ra đây mình chôn cái người ta biết ngay, người ta nhìn tiền cái người ta bảo không tiêu được ngay. Biết là mình cầm máy quay nữa thì nha, là chủ quán người ta biết rồi. Để mình uống xong mình đi tiếp theo nha các bạn nhé. Rất ngon nha các bạn. Bạn nào ở Nhật mua này uống được ấy. Rất là ngon. Giờ mình đi quán tiếp theo nha các bạn nhé. Chỗ tiếp theo nha các bạn nhé. Khám phá thêm mấy chỗ nào.
À, quán này toàn con gái trêu. Lần này mình trêu mình mua gì ạ? Có gì nhỉ? Mình xem mua gì. Mình mua thỏi cao su nhé các bạn nhé. Đây nhá, mình thanh toán tiền nữa. À, hơi. Hãy chưa ăn lên được rồi. À, gồm mền nè. À, hãy. ありがとうございます. Các bạn thấy phản quyết ác nghiệt không? Quá là vui. Các bạn thấy thế nào? Nghe ác nghiệt nào? Phản ứng quyết liệt không? Mình mua mà người ta cứ nhìn người ta cười, người ta biết trôn ra ấy các bạn ạ. Thế mình tại mình cầm máy quay mình không ghi được mình ấy. Thế là không ai ấy cho. Rồi mình lại đi tiếp tục chỗ khác xem như thế nào nhé. Nhưng mà cũng không gay gắt tí nào các bạn ạ. Chỉ cười và không tiêu được thôi. Thế nhá các bạn, tiếp tục đi theo mình. Chỗ tiếp theo nhé anh em nhé. Chỗ này sao có gái không? Hai chỗ đều có gái rồi đấy. À đù này chỗ ông già. Vừa trêu gái trẻ nhiều nó không nói gì giờ. Ông già khả năng nó nói ấy, anh em ạ. Mình mua chai nước. Mua chai nước uống. Đây rồi. Mua chai nước này nó nói. Phản ứng ngô gay gắt không như anh em nhé. そのままいいです。はい。あ、使えない。1万です。はい。ごめんね。撮影されてるならお断りします。ああ、はい、分かった。はい。はい。 はい。はい、どうもありがとうございます。 ôi, chỗ này nó biết mình quay. Nó bảo phải ui. Nó rách tay luôn các bạn ơi. À đi ăn. Cửa đập vào. Chỗ này nó bảo không được quay mặt nó. Khổ đấy đấy. Ôi, đam mê anh em ạ. Cứ quay thôi. Thế nhá, xin kết thúc video ở đây nhá anh em nhá. Anh em nhớ cho mình một like, một share, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình nhá. Và đừng quên có ý tưởng nào hay muốn mình làm chôn người Nhật hay như thế nào thì hãy comment bên dưới để mình biết nhá. Xin chào tất cả các bạn.